nữ sinh trường luật được bạn trai quỳ gối cầu hôn trong lễ tốt nghiệp đại học. Tại lễ tốt nghiệp đại học, một nữ sinh đã được bạn trai bất ngờ cầu hôn trước sự chứng kiến của thầy cô, bạn bè. Cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng sau màn cầu hôn. Trải qua 4 đến 5 năm đèn sách, ngày tốt nghiệp đại học trở thành dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta. Và sẽ càng ý nghĩa hơn nếu buổi lễ đó còn trở thành hiện trường chứng kiến một nghi thức lãng mạn khác. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ sinh trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội được bạn trai cầu hôn ngay khoảnh khắc bế giảng, nhận bằng cử nhân. Chàng trai chủ động bước lên sân khấu, quỳ xuống trước mặt người yêu và đeo lên tay cô bạn chiếc nhẫn cầu hôn. Nữ sinh mặc áo cử nhân, gương mặt rạng rỡ gật đầu đồng ý. Cả hai ôm lấy nhau trong tiếng vỗ tay, gieo hò cùng ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè, lời chúc mừng của thầy cô. Nữ sinh trường Luật ôm bó hoa lớn trên tay, hạnh phúc ngả đầu vào vai người yêu, miệng không ngừng mỉm cười. Được biết, nữ chính trong màn cầu hôn đặc biệt trên là Bùi Thị Linh, sinh viên QH 2019, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn nam chính là Huy Cường. Cả hai quen nhau từ năm cuối đại học. Qua những lần bình luận trên mạng xã hội, cặp đôi quen biết, tìm hiểu, trở thành bạn bè, người yêu và sắp tới về chung một nhà. Huy Cường chia sẻ, vào ngày lễ tốt nghiệp của Linh, anh đặc biệt chuẩn bị hoa tươi và một chiếc nhẫn cầu hôn. Cường tâm sự, mình chọn khoảnh khắc tốt nghiệp để cầu hôn đơn giản vì mình muốn vậy. Em ở trung tâm sân khấu, mặc chiếc áo cử nhân, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Mình vinh dự được trở thành một phần ý nghĩa trong ngày trọng đại nhất cuộc đời em. Mỗi ngày bên Linh đều là kỷ niệm đẹp. Nhưng nếu đẹp nhất vẫn là khoảnh khắc cầu hôn em, dấu ấn quan trọng trong hành trình tình yêu của chúng mình. Như bao cặp đôi khác, Linh và Cường đôi khi cũng bất đồng về quan điểm, xảy ra cãi vã nhưng không giận dỗi được lâu bởi cả hai đều trưởng thành, thấu hiểu và muốn gắn bó lâu dài. Huy Cường thường động viên, thậm chí đưa ra lời khuyên, định hướng về việc học tập và công việc cho bạn gái. Anh chàng cảm thấy hạnh phúc vì được đồng hành cùng bạn gái trải qua quãng đời sinh viên. Trong tương lai, khi đã về chung một nhà, cặp đôi hy vọng sẽ yêu thương và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Đoạn clip đăng tải trên Facebook nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước hành động vô cùng ngọt ngào, dễ thương của cặp đôi, ai nấy đều chúc cho họ mãi mãi hạnh phúc. Bên cạnh đó, nhiều người cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ đối với cô bạn gái trong clip.